Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Mình là Vũ Lít, vua đầu bếp. Và hôm nay chúng ta sẽ có hai món ăn mới các bạn ạ. Mình đang phân vân không biết là mình sẽ nên làm món gì trước đây. Bởi vì hôm nay mình mới đi mua sắm với bạn. Đấy. Đây, món đầu tiên mình mới mua là hai con tôm hùm. Tại vì có rất nhiều bạn kêu là anh ơi anh ăn thử tôm hùm đi. Hai con này rất là to các bạn. Đấy. À, bạn thấy này. Đấy. Hai con này ấy là 1 kg. Đó. Các bạn thấy không? Hai con này là 1 kg. Tí nữa mình sẽ bóc ra để cho các bạn xem ở trong như nào nhá. Đây là hai con tôm hùm mà mình mua ấy. Nó bị ngộp ấy cho nên rất là rẻ. Nó không có mắc như mấy con tôm hùm sống bình thường á. Mấy con tôm hùm mà nó vẫn còn bơi á, giá rất là mắc. Còn mấy cái con tôm hùm này á là người ta nói là trong cái lúc vận chuyển đấy nó bị yếu, cho nên là họ đã bỏ vào đông đá luôn. Vì thế mà ăn nó vẫn như là tôm hùm sống. Nhưng mà mình chắc chắn là nó sẽ không được như tôm hùm sống rồi. Tuy nhiên là nó rẻ đấy, cho nên là mình mua về để thử xem nó thế nào nha. Đó, thì các bạn có cái đề xuất về cái món ăn gì không? Ví dụ như là tôm hùm hấp hay là tôm hùm chiên hay là tôm hùm gì đó ăn nướng cái gì, các bạn cứ đề xuất ở dưới để mình biết nha. Thì hôm nay á mình sẽ ăn cái món này trước. Đấy. Mình mua hai món cơ các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ ăn cái món này trước nha. Mình sẽ cho các bạn xem, bật mí các bạn xem món này là món gì luôn. Đó. Không phải thịt trâu gác bếp đâu. Và họ tặng cho mình một cái chai muối xanh này các bạn. Đó. Bạn thấy không? Một chai muối xanh, họ tặng cho mình một chai muối xanh và mình mua hai con tôm hùm với một cái phần này. Đấy. Các bạn ơi, cua tuyết. À. Anh em đã thấy gì chưa? Đây là cua tuyết đông lạnh. Một hồi nữa mình sẽ giã đông nó ra rồi mình hấp nó lên và ăn các bạn ơi. Chứ cái này chắc là không có làm mấy cái kia đâu. Không có xào hay chiên đâu. Bởi vì hình như cái này người ta hấp sẵn rồi đấy. Đây là mình mang ra và hấp lại thôi. Cái này khá là rẻ các bạn. Nó chỉ mắc hơn tôm bình thường. À, nó chỉ mắc hơn cua bình thường một chút thôi. Còn giá của nó thì không bằng một nửa của cua Hoàng Đế nữa. Nó chỉ bằng 1/4 của cua Hoàng Đế đó các bạn ạ. Là các bạn biết là giá nó rẻ như thế nào rồi. Đó. Các bạn thấy chưa? Đây là cua tuyết. Và đây là tôm hùm. Cái này thì mình sẽ ăn sau nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ bóc nó ra cho các bạn xem là bên trong nó như thế nào. Đây các bạn. Đây là hai con tôm hùm sau mình bóc ra khỏi cái bịch bóng này, các bạn thấy chưa? Khá là bự đấy. Nó to cũng hơn cái cổ tay của mình luôn. To hơn cái cổ tay của mình luôn. Và hai con này là 1 cân các bạn ạ. Đấy. Bạn thấy là hai con này là 1 cân. Mình tính mua một con 1 cân luôn. Tuy là một con 1 cân ấy thì giá nó sẽ rẻ hơn hai con này là các bạn. À không, giá sẽ mắc hơn. Nhưng mà mình nghe đấy, nói ấy là cái con tôm hùm ấy thì nó ngon nhất ở cái độ cỡ nửa cân một con thì nó sẽ ngon nhất. Vì thế mình mua hai con nửa cân về. Đấy. Chứ mình mua một con 1 cân thì mình sợ nó to ăn nó không ngon đấy. Vì thế mà mình không mua các bạn. Đấy. Đây là con tôm hùm này, nó cuộn này này. Chắc hấp dẫn lắm anh em ơi. Con này nửa cân nhá anh em. Một con nửa cân, hai con là 1 cân. Thì nó vẫn còn đang đông đá này. Bán sẽ rẻ hơn gấp đôi, thậm chí là gấp 3 bình mấy con tôm hùm sống nữa các bạn. Đó. Nhưng mà các bạn, người ta nói là cũng ngon như ăn tôm hùm sống, nhưng mà mình chắc chắn là sẽ không ngon bằng nữa các bạn ơi. Đây là cái bọc gì ấy nhỉ? Nó vẫn còn đang đông đá này. Chắc là đá cũng được mấy lạng. Thôi kệ. Mình các bạn đề xuất cho mình biết món gì để mình làm nha. Ví dụ tôm hùm nướng hay là tôm hùm hấp hay là cái gì đó đấy, các bạn cứ đề xuất. Còn bây giờ thì mình sẽ giã đông cái chân cua này ra, sau đó là mình sẽ đem đi hấp thôi các bạn ơi. Hấp rồi sau đó là chúng ta sẽ cùng ăn và thưởng thức để xem thế nào nha. Rồi, mua một cân là ăn như buffet rồi. Vãi chưởng. Rồi ở đây mình có 1 kg cua này mọi người. Thì lúc nãy mình có hỏi cái chị bán cua ấy, thì chị ấy nói mình là trước tiên đấy là phải đun một cái lồi nước với cả xả. Sau đó là chờ nó sôi lên, sau đó là bỏ cái cua này vào. Đấy, bỏ cái đống cua này vào nhá. Rồi sau đó là chờ 1-2 phút là chúng ta có thể ăn được thôi. Đây mình sẽ bật cái bếp lên. Ok. Rồi, đậy nắp vào. Chờ nó chín nhá. Ok, chờ nó sôi rồi sau đó là bây giờ mình sẽ đi làm đồ chấm đã. Ok, có vẻ như nước sôi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ bỏ cua vào và đợi 1-2 phút nhá. Sau đó là cua sẽ chín và chúng ta chiến đấu thôi. 2 3. Có vẻ như cái nồi này hơi bé rồi mọi người ạ. Nhưng mà cái nồi này là cái nồi to nhất của nhà mình rồi. Rồi, để nắp vào thôi. Chờ đợi 2 phút. Rồi, cua chín rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ lấy ra cái đĩa này nhá. Rồi sau đó là mình sẽ mang lên và thưởng thức thôi.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ăn cua tuyết hấp xả nha. Thì có nhiều bạn nói mình đấy là ăn cái này phải uống cái nước này mới ngon các bạn ạ. Thì thế mà mình sẽ đổ vào đây nhá. Hấp dẫn, hấp dẫn. Đó. Sau đó mình sẽ lấy thử một cái càng để ăn thử xem thế nào nhá. Cái này nó hấp sẵn rồi các bạn, nên là mình chỉ việc luộc lại thôi. Luộc lại một chút thôi là nó chín rồi. Cái này là cua tuyết. Thì mình vẫn còn một vẫn còn tôm hùm nữa các bạn. Thì các bạn có cái ngọt lắm mọi người ơi. Tôm hấp ngon lắm. À cua hấp ngon lắm. Nhưng mà mình thấy là ở nước ngoài ấy, người ta không ăn cái thân đâu. Người ta ăn cái càng là chính luôn. Đây mình sẽ thử ăn cái càng này nhé. Mình sẽ dùng cái kéo để cắt ra. Lấy nguyên một thanh cho các bạn xem luôn. Xem nó có to cái thanh cua hoàng đế hôm bữa không nhá. Ok. Ok. Đây các bạn, đây là thanh cua cũng khá là lớn. Mình thấy cái này nó to bằng cái cua hoàng đế hôm bữa luôn đấy mọi người. Bây giờ mình sẽ chấm với cả muối ớt xanh nhá. Ở đây à quên, mình chưa giới thiệu các bạn. Ở đây mình có một chén muối ớt xanh nhỉ. Một chén đầy luôn. Một chén muối tiêu chanh. Đó. Với cả một chén này để tí nữa mình chết quên. Có cả một cái chén này đấy để tí mình đổ cái tương ớt Tabasco vào để mình ăn thử xem nó có hợp hay không nha. Cái tương ớt này mình ăn với rất là nhiều loại hải sản rồi, tuy nhiên là mình thấy nó chả hợp với loại nào hết các bạn ạ. Mình hy vọng là nó sẽ hợp với cái này. Ok, bây giờ mình sẽ ăn thử nhá. Mình sẽ chấm, các bạn nhìn này. Đó, mình sẽ chấm. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nhá. Đúng là cái nước chấm này sinh ra để chấm hải sản các bạn ạ. Ngon lắm. Hấp dẫn, hấp dẫn. Rồi mình sẽ chấm với lại muối tiêu chanh nhá. Muối tiêu chanh chấm cũng ngon. Tuy nhiên là mình thấy là chấm với cái muối ớt xanh ấy cực kỳ ngon luôn. Còn chấm với muối tiêu chanh ấy thì nó cũng chỉ ở mức độ ngon thôi. Tuy nhiên là các bạn chấm với muối ớt xanh ấy, trời ơi, đúng là cái đấy nó sinh ra để dành chấm hải sản các bạn ạ. Chấm hải sản với đồ nướng là anh em nên chấm với cả muối ớt xanh. Muối tiêu chanh thì cũng được, nhưng mà mình kiến nghị với các bạn là chúng ta nên chấm với cả là muối ớt xanh hơn. Với cả là mình thấy là riêng bản thân của mình thấy vậy, nó chấm với hải sản cũng như là đồ nướng cực kỳ ngon luôn. Đây là cái càng thứ hai đấy các bạn. Cái càng này ấy, nó bé hơn càng cua hoàng đế. Tuy nhiên ấy, là mình thấy là ở ngoài ấy, vỏ nó bé hơn. Tuy nhiên là hôm nọ mình mua phải con cua hoàng đế nó bị óp các bạn. Vì thế mà ở bên trong của cái miếng của cái cua hoàng đế đấy, đấy nó cũng chỉ bằng so với lại bên trong của cái này thôi. Bây giờ mình sẽ chấm thử với lại cái này. Cái này ngon quá. Ngon lắm. Mình sẽ cắt ra nhá. Cắt ra cho nó dễ. Nhiều bạn ấy có cách để bẻ ra để lấy ấy. Nhưng mà mình không biết cách đấy các bạn. Nên là mình sẽ cắt ra nhá. Đó. Mình sẽ cắt ra. Cái phần thân của con cua này nó không ngon bằng cái phần càng các bạn ạ. Có thể là do họ để đông đá đấy. Nên là nó hơi mặn một chút. Nó mặn mặn, ngọt ngọt. Còn cái phần càng này đấy chắc là nước biển nó không vào được. Cho nên là nó chỉ ngọt thôi chứ nó không bị mặn các bạn ạ. Và ăn rất là ngon. Đây là cái thanh cua thứ hai này mọi người. Trời ơi, bự lắm. Ok, mình sẽ thử chấm một chút với cả tương ớt Tabasco để xem thế nào nha. Cho mình sẽ đổ ra cái chén này. Đấy. Mình sẽ đổ cái tương ớt Tabasco ra cái chén này, sau đó mình sẽ chấm vào. Mình hy vọng nó không quá dở các bạn ạ. Lần trước mình ăn nó rất là dở, mình sẽ đổ nhiều hơn một chút nha. Chấm cho nó ngon. Đó. Có vẻ khá đấy. Mình ăn hoài mà chưa hết được một nửa cái chai luôn các bạn. Mình đã làm qua mấy cái vlog của tự nhiên mình ăn chưa hết được một cái nửa cái chai đấy. Ok, đây rất là nhiều này. Đó, bây giờ mình sẽ chấm nhá. Chấm. Mình lại sợ bị sặc quá. Ừ.
lần đầu tiên mình thấy một cái nó chấm với cái này hợp các bạn ạ. Ngon, ngon lắm. Cái chân cua này chấm với cái này ngon vãi luôn. Wow. Nhưng mà không ngon bằng cái này, không ngon bằng muối ớt xanh các bạn. Bởi vì mình là một cái tín đồ của muối ớt xanh rồi, cho nên là mình ăn cái muối ớt xanh với cái này rất là ngon. Ok. Mình sẽ lấy một miếng. Mình sẽ lấy một miếng cho cá mòi ăn nhá. Mình sẽ chấm cho bạn ấy ăn. Rồi bạn ấy ngồi, bạn ấy nhìn mình nãy giờ mình cũng hơi ngại. Em muốn chấm với cái gì? Muối tiêu. Muối tiêu. Anh lấy cho em cả miếng nhá. Nè. Ăn và đưa ra cảm nghĩ nhá. Ăn cả miếng đi. Sao thấy sao? Ngọt quá. Ngọt đó. Sau mỗi lần mà anh đưa cho em ăn em chỉ có một từ vãi thôi, em không có từ gì khác cả. Ngon mà. Thì cảm nhận của bạn ấy là ngon các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ lấy và ăn tiếp. Nó hơi mặn lên ạ. Ừ, tại vì cái này ấy, nó có cái nước biển đấy, bởi vì sao tại nó ngộp đấy, cho nên là nó có nước biển đấy các bạn, cho nên là nó hơi mặn. Nhưng mà nó cũng khúc mà các bạn mới ăn vào đấy thì nó sẽ rất là ngọt. Cái phần phần chân này đấy là nó rất là ngọt. Còn cái phần thân của nó ấy, ăn rất là mặn đấy các bạn. Ok, mình sẽ chấm thêm cái này nữa. Riêng cá nhân mình thì mình thích cái muối ớt xanh nhất. Sau đó là tới cái Tabasco này. Rồi cuối cùng là tới muối tiêu các bạn. Bởi vì muối tiêu ăn hải sản cũng rất hợp đấy. Tuy nhiên là ăn với lại muối ớt xanh ấy là nó sinh ra để cho hải sản đấy các bạn. Còn cái Tabasco đấy thì nó cũng dùng để chấm hải sản, nhưng mà dành cho những người nào ở bên nước ngoài, bên Mỹ ấy. Còn ở Việt Nam mình ấy thì ăn đồ chấm hải sản ấy nó hợp với khẩu vị của mình, chắc là sẽ chỉ có muối ớt xanh thôi các bạn. Muối ớt xanh chắc là phù hợp nhất rồi. Còn cái Tabasco là chắc là mình nghĩ là người Mỹ người ta sẽ không thích ăn cái muối xanh bằng Tabasco. Nhưng là mình thì mình lại thích ăn cái muối xanh hơn cái Tabasco. Chắc là do ở hai nơi khác nhau ấy, cho nên là nó sẽ như thế. Ngon lắm mọi người. Các bạn để ý cái càng này nhá. Nhìn nó rất là to. Đấy, cái càng này nó to bằng cái càng của cua hoàng đế luôn. Tuy nhiên ấy là bên trong nó sẽ có rất là ít thịt. Bởi vì nó không giống như của cua Việt Nam đâu các bạn. Cua Việt Nam ấy là bên trong nó có rất là nhiều thịt. Nhưng mà cái cua tuyết này đấy, cũng như là cua hoàng đế đấy, thì cái càng to của nó ấy rất là ít thịt rồi. Cái càng to con này nó cũng có gai các bạn. Nó cũng như tương tự như kiểu là cua hoàng đế ấy. Cái càng to nó cũng có gai. Mấy cái càng cua hoàng đế nó cũng có gai ấy. Đây là bây giờ mình sẽ lấy ở trong cho các bạn xem nhé, là bên trong là nó như thế nào. Nó sẽ có rất là ít thịt các bạn ạ. Đây. Các bạn có thể thấy cái càng này cực kỳ to luôn nhá. Nhưng mà bên trong nó sẽ có rất là ít thịt. Đó. Bạn thấy chưa? Một miếng xíu à. Mặc dù nãy giờ mình lấy nguyên cái càng to các bạn xem, nhưng mà bên trong nó chỉ có một chút xíu thịt à. Đấy. À, mình sẽ chấm thử cái Tabasco này ăn thử xem thế nào nhá. Rất ngon. Lần đầu tiên mình thấy có một cái chấm mà nó phù hợp với cái Tabasco đấy các bạn. Rất hấp dẫn. Mình sẽ ăn thêm một miếng nữa. Một cái càng nữa. Rất ngon anh em ạ. Cái này nó rất là rẻ nhá, nó không có mắc. Hôm nọ mình mua mua cái sốt cajun ấy, nó rất là mắc mà được ít nữa. Tuy nhiên là mình mua cái này ở cái chỗ mà người ta bán đông lạnh ấy thì nó rất là rẻ. Đấy, thì mình nghĩ là cái chỗ cửa hàng nó cũng mua ở đây thôi, bởi vì ở Sài Gòn thì cũng chỉ có 1-2 chỗ để mua thôi các bạn. Mình nghĩ là chỗ cửa hàng người ta mua đây, nhưng mà người ta có công thức để chế biến nó ngon hơn. Mình thì mình chỉ biết hấp thôi. Còn hai con tôm hùm nữa thì các bạn muốn mình làm cái món gì với hai con đấy, các bạn cứ đề xuất ý kiến nha. Rồi mình sẽ xem xét và mình sẽ làm những cái món phù hợp nhất để ăn cho các bạn xem. Ok, bây giờ mình sẽ chấm với cả muối xanh. Muối xanh là ngon nhất rồi các bạn ạ. Quá ngon, quá hấp dẫn.
uống một miếng này. Phê. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy click vào nút like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Mình xin lỗi vì đã làm các bạn thèm. Còn bây giờ thì bye bye.